Chào các bạn, video này tôi xin giới thiệu với các bạn chế độ Sleep Mode dành cho người thợ sửa chữa, hay là chế độ sửa chữa dành cho người thợ sửa chữa của trên màn hình của xe PC450-8 hoặc -8R hoặc -8R1 của Komatsu, chúng đều như nhau. Để các bạn sửa chữa cũng như vận hành tốt đối với xe PC450-8 thì các bạn phải hiểu thấu đáo chế độ vận hành và chế độ sửa chữa dành cho người thợ sửa chữa của xe trên màn hình của xe. Sau đây tôi xin giới thiệu với các bạn tiếp theo cái video lần trước nói về chế độ vận hành, thì video này tôi xin giới thiệu với các bạn cái chế độ về sửa chữa. Giờ chúng ta cùng vào chế độ service mode hoặc chế độ sửa chữa dành cho người thợ sửa chữa trên màn hình máy xúc PC450-8. Cách vào như sau. Đấy, như vậy chúng ta đã vào được. Hạng mục đầu tiên đó là hạng mục về giám sát. Hạng mục thứ hai đó là hạng mục về lịch sử của lỗi. Hạng mục thứ ba đó là hạng mục về lịch sử của bảo trì bảo dưỡng. Hạng mục thứ tư đó là hạng mục về thay đổi chế độ bảo trì bảo dưỡng. Hạng mục thứ năm đó là hạng mục về nhập số điện thoại. Hạng mục số 6 đó là hạng mục mặc định để chúng ta điều chỉnh các thông số ở bên trong cũng như ở trên màn hình. Hạng mục thứ 7 đó là hạng mục adjustment, tức là hạng mục điều chỉnh. Điều chỉnh ở đây có thể điều chỉnh bơm, điều chỉnh quạt, hoặc là điều chỉnh tốc độ thấp hoặc là tốc độ cao. Tiếp theo số 8 đó là hạng mục về cắt xi lanh để xác định kim phun chết. Hạng mục số 9 đó là hạng mục low injection, tức là không phun, để khi chúng ta để xe để lâu thì chúng ta hạn dùng hạng mục này. Số 10 đó là tính lượng tiêu thụ nhiên liệu tại cái thời điểm mà chúng ta cần quan tâm. 11 đó là hệ thống quan trắc, và 12 đó là hệ thống mà tin nhắn. Bây giờ chúng ta ấn F6 để chúng ta đi vào trong cái hạng mục monitoring này. Chúng ta sẽ thấy là có rất nhiều hạng mục ở đây, tổng số gần 100 hạng mục cơ. Vì vậy là về cơ bản các bạn có thể giám sát được 6 hạng mục cùng một lúc. Các bạn có thể sử dụng mã trong monitoring code để các bạn vào, hoặc các bạn cũng có thể dò ở trong này. Các bạn cần kiểm tra mã nào đó thì các bạn sẽ chui vào đây để các bạn kiểm tra. Và sau khi các bạn kiểm tra rồi thì các bạn chỉ cần ấn thì F6 là nó sẽ xác nhận được một số. Và cứ như vậy các bạn cứ lần lượt kiểm tra 6 thông số liền thì chúng ta sẽ thực hiện được. Bây giờ chúng ta sang đến hạng mục thứ hai, đó là hạng mục recorder. Chúng ta ấn vào trong đây. Ở trong này thì cũng có 3 hạng mục: lỗi cơ khí, lỗi điện và lỗi điều hòa. Hạng mục maintenance recorder thì chúng ta vào trong này chúng ta sẽ thấy là tất cả có hạng mục bảo trì bảo dưỡng nó đều hết ở trong này. Bao nhiêu lần thay thế thì nó lịch sử của nó chúng ta đều xem hết ở đây được, chúng ta biết được. Đó. Cái nào thay thế nhiều, cái nào thay thế ít chúng ta có thể xem được. Tiếp theo chúng ta có thể sử dụng F3, F4 để di chuyển để xem các hạng mục. Và chúng ta quay ra, chúng ta sang đến gì hạng mục thay đổi về bảo trì bảo dưỡng. Chúng ta có thể vào đây, chúng ta có thể tắt đi, hoặc chúng ta có thể thay đổi cái thời gian thay thế của lọc cũng như của dầu, do chất lượng của lọc của dầu khác nhau hoặc môi trường làm việc khác nhau, chúng ta cũng có thể vào đây chúng ta thay được. Đó. Rồi là hạng mục gì về điện thoại, các bạn có thể nhập số điện thoại yêu thích mà các bạn vào đây, để khi có lỗi nó hiển thị lên thì nó hiển thị luôn số điện thoại cho các bạn để các bạn dễ liên lạc. Tiếp theo hạng mục default, nếu các bạn đi vào trong thì các bạn sẽ thấy là trong hạng mục default này nó có 6 mục tất cả. Và các bạn cũng có thể default, tức là mặc định, tức là khi các bạn vào đây các bạn ấn ý, thì khi chúng ta khởi động máy cũng như chúng ta làm việc nó mặc định luôn ở cái chế độ mà tất cả các hạng mục trong này chúng ta cài đặt. Ví dụ như là bật chế độ hoặc là tắt chế độ, đơn vị đo, rồi là cái số 3 là về attachment, tức là những cái búa hoặc là cái ngoạm nếu mà chúng ta có. Số 4 cũng như vậy, thay đổi về barcode và attachment, rồi là camera. Đấy, ở đây chúng ta cũng có 3 camera, chúng ta có thể tắt đi hoặc chúng ta có thể xem tùy theo cái mà chúng ta mong muốn. Và như vậy nó cứ mặc định thôi.
là chúng ta có thể là F6. Sang đến hạng mục số 6, đó hạng mục gì? Echo. Chúng ta bật và đặt cái này lên ý, thì chúng ta có chữ hai chữ đó là on và off. Nếu chúng ta on thì nó sẽ bật lên, và nó off thì nó sẽ tắt đi. Chúng ta quay sang ngoài, chúng ta sang hạng mục adjustment. Adjustment ở đây ý, chúng ta có ba hạng mục tất cả. Hạng mục đầu tiên đó là điều chỉnh về biến về moment của bơm, và hạng mục thứ hai đó là tốc độ thấp. Bây giờ chúng ta cùng vào hạng mục 1, thì tôi đã ấn F6 để chúng ta điều chỉnh tốc độ của moment của bơm. Đó, như vậy ở moment của bơm chúng ta có chia ra làm hai con số. Con số đầu tiên chúng ta không điều chỉnh được, nó mặc định rồi. Chúng ta chỉ có điều chỉnh con số thứ hai thôi, và chúng ta có thể tăng hoặc giảm, cũng như tốc độ thấp cũng như vậy, chúng ta cũng chỉ điều chỉnh được con số thứ hai, tức là cột và xanh nhạt đấy. Tiếp theo sang hạng mục cylinder cut in cut out, để chúng ta xác định được con kim phun nào chết và kim phun nào sống thì chúng ta vào hạng mục này. Về cơ bản các bạn có thể cắt 3 hoặc 4, thậm chí 4 xi lanh máy vẫn có thể lổ. Tiếp theo sang hạng mục low insertion, đó là chúng ta gì lộ đề lổ nhưng mà không phun nhiên liệu. Mục đích để các bạn gì để ở kho lâu thì chúng ta sử dụng cái hạng mục này. Tiếp theo đó hạng mục gì fuel consumption, tức là tính lượng tiêu thụ nhiên liệu tại cái thời điểm mà chúng ta cần kiểm tra. Ở đây có hai chữ start và chữ clean. Đó, start các bạn ấn, và các lúc nào các bạn dừng thì các bạn gì ấn stop, thì nó sẽ tính được lượng trung bình tiêu thụ nhiên liệu của bạn tại thời điểm đấy là bao nhiêu. Về cơ bản ấy, ở đây nó cũng không được chính xác, bởi vì nó tính theo cái lượng lệnh phun chứ không phải là tỷ lệ phun thực tế. Điện tốc nó chính xác khoảng 99,9%. Tiếp theo sang đến hệ thống công chắc. Ở hệ thống công chắc này các bạn xe của bạn cài thì nó sẽ có. Ở đây nếu cài thì các bạn vào đây các bạn có thể đặt được tắt đi hoặc bật lên. Đó. Ví dụ tôi bật bật đây thì là tức là con này chúng ta có hệ thống công chắc. Đúng không ạ? Nó đang mở. Chúng ta có thể xem thông số kết nối, vị trí nó đang ở đâu. Chúng ta quay ra. Đối với hệ thống tin nhắn thì nó có tin nhắn thì nó sẽ hiển thị lên. Như vậy tôi đã trình bày xong với các bạn các hạng mục cơ bản trong chế độ Service Mode dành cho người. Sau đây tôi xin trình bày với các bạn cái quy trình đọc mã lỗi cũng như xử lý các sự cố ở trên xe. Đầu tiên, khi có lỗi xảy ra thì trên màn hình các bạn sẽ xuất hiện cái mã lỗi như trên hình. Ví dụ như là E02 DXA0KA, và phía dưới là số điện thoại. Nó sẽ hiện lên cho các bạn xem khi các bạn có lỗi và các bạn gọi theo cái số này. Số này được cài bởi người thợ vận hành hoặc người thợ sửa chữa hoặc là chủ xe, chúng ta có thể biết được, đúng không ạ? Như vậy để rất là thuận tiện cho quá trình chúng ta xử lý sự cố. Đó là bước 1. Sau khi mà chúng ta xác định mã lỗi rồi thì chúng ta vào chế độ Speed Mode và vào mục Armory Recorder. Bây giờ chúng ta cùng thực hiện. Nào, ấn nào, 1, 2, 3 để vào chế độ Speed Mode. Như vậy xong rồi. Xong khi vào chế độ Service Mode rồi thì chúng ta vào Ablement Recorder để chúng ta kiểm tra cái mục mã lỗi đó, nội dung mã lỗi là cái gì. Đấy. Bây giờ chúng ta cùng vào. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy lỗi đầu tiên là hệ thống lỗi cơ khí. Nếu các bạn ấn F6 thì nó không có lỗi, thì thôi tôi bỏ qua. Chúng ta di chuyển sang đến lỗi số 2, đó là lỗi về điện, để tôi vào trong. Thì ta sẽ thấy là đây nó có hai lỗi, đúng không ạ? Hai lỗi này thì các bạn sẽ thấy là hàng cột đầu tiên đó là hàng thứ tự về mã lỗi. Về cơ bản nội điện của nội cơ khí nó chứa khoảng 20 mã lỗi tất cả. Cái thứ hai là cột thứ hai đó là cột mã lỗi, ví dụ như là DXA0KA hoặc DXE0KA LS. Nội dung lỗi là PC EPC short
open. Chicot tức là gì? Mạch của van điện PC EBC của chúng ta bị hở mạch, đúng không ạ? Và cái cột cuối cùng đó là cái cột cái thời gian nó đã xảy ra. Thời gian đây là tính là thời gian của máy. Này các bạn hiểu đấy. Như vậy chúng ta biết được là mạch EBC van điện của bơm bị hở mạch. Bây giờ chúng ta sang bước tiếp theo. Đó là bước đây kiểm tra. Chúng ta vào hạng mục monitoring để chúng ta kiểm tra thực trạng của lỗi xem nó như thế nào. Ví dụ ở đây tôi chọn là PC EBC vì báo đợt nó báo chúng ta là PC và là SPC có bị hở mạch. Chúng ta vào đây chúng ta chọn xem có đúng như vậy không. Xác nhận, enter, ấn F6, enter. Về cơ bản nó xác nhận 6 mục, cho nên là ở đây tôi chỉ cần 2 thôi, nhưng mà tôi ấn thêm một số các hạng mục khác để tôi cần xem. Về nếu 20 thì nó sẽ không nhận. Đấy, các bạn chú ý chúng ta phải đủ 6 hạng mục cơ, các bạn cứ ấn một số hạng mục nào đó mà các bạn cần quan tâm thêm. Ví dụ áp suất của bơm trước, áp suất của bơm sau, ví dụ thế, cũng như dòng. Như vậy là 6 hạng mục tôi chọn được rồi. Bây giờ đến dòng. Tôi xem là trên thực tế nó như thế nào. Như vậy tôi kiểm tra nhé. Các bạn nhìn thông số đấy, các bạn sẽ thấy là về dòng của PC EBC tức là van điện đó, PC của bơm quá thấp, có 5 ampere thôi các bạn ạ. Cũng như là van NS, dòng van NS của bơm cũng có 7 ampere thôi. Còn áp suất của bơm trước, bơm sau khoảng độ 3,8 megapascal. Đó. Về cơ bản các bạn nhìn thấy là dòng của van đây là quá thấp. Đúng không ạ? Mà tốc độ của động cơ của chúng ta đang là 1127 vòng một phút cơ. Như vậy ở đây có thể là đúng hở mạch. Bây giờ chúng ta thực hiện cái công việc kiểm tra sau khi chúng ta đã sửa chữa rồi, sau khi đã phát hiện ra cái việc chập mạch rồi bằng trên màn hình. Đó. Sau khi chúng ta đã sửa chữa xong rồi, bây giờ chúng ta cũng vào monitoring, chúng ta kiểm tra lại cái thông số đó xem là giá trị của nó đã đạt tiêu chuẩn chưa. Các bạn nhìn thấy không? Đó. Tốc độ động cơ, dòng động cơ vẫn là 1270. Và lúc này áp suất của bơm trước vẫn là 39, áp suất bơm sau vẫn là 38. Nhưng mà dòng của PC và EBC lúc này lên được 500. Như vậy đã đúng cái giá trị tiêu chuẩn. Như vậy cái việc phát hiện sự cố cũng như việc giải quyết sự cố bằng cách đo đạc ngay trên màn hình này rất là hiệu quả. Các bạn không cần thiết phải đi kiểm tra ở thực tế. Đây các bạn nhìn thấy không? Chúng ta có thể xác định được ngay sau khi chúng ta đã xử lý được cái sự cố vừa rồi. Như vậy tôi đã trình bày xong với các bạn cái quy trình thực hiện sửa chữa cũng như là chế độ service mode trong màn hình hay chế độ sửa chữa trong màn hình của máy xúc thủy lực PC 450-8 của Komatsu. -8 hoặc -8R hoặc R-1 chúng đều giống nhau. Mọi đóng góp ý kiến các bạn có thể gửi về địa chỉ noi.komatsuvietnam@gmail.com hoặc các bạn có thể viết comment ở phía dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Mời đóng góp và các bạn đón xem video tiếp theo.